Nhiếp ảnh gia Trần Bích luôn nói rằng ông có duyên với Sen, như một cách nói về một tâm thế sống. Sen đã chọn ông để gửi gắm những thông điệp đức hạnh của riêng mình. Chính vì vậy mà có lẽ ít người hiểu được Sen như ông. Những bức ảnh Sen của ông thể hiện những thông điệp rất con người và cũng mang đầy tính triết lý nhà Phật. Tánh không nhiễm, tuy mọc trong buồn lầy hôi tanh nhưng không bám mùi buồn. Nó cũng là loài hoa tượng trưng cho người tu hành trong nhà Phật. Tánh thanh khiết, trong các loài hoa thì hoa sen là hoa sạch hơn cả. Từ khi nở cho đến lúc héo tàn vẫn không có ong bướm vãng lai, nên hoa sen được chọn cúng dường ngôi Tam Bảo. Hương vị thùy mị, có những loài hoa có hương mà không sắc và ngược lại, nhưng sen là loài hoa có cả hương lẫn sắc. Nhưng hương thơm rất dịu, gây cho người ngửi nó gửi lên một tinh thần cao thượng, không lả lơi khêu gợi như những loài hoa khác. Sen vừa có vẻ đẹp kín đáo, vừa đầm thắm như hạnh người tu. Tinh thần vừa khó, những hoa sen sống ở trong vùng đất bị nhiễm quá chất vẫn cố gắng vươn lên. Có những hoa sen mọc ở dưới cống rãnh vẫn tìm ra kẽ hở giữa các tấm chắn bê tông để đâm chồi nở qua. Tánh thanh trừng, hoa sen mọc ở đâu thì ở đó buồn lóc nước trong, đã không nhiễm mà còn quán cải chung quanh, như đức tính cảm hóa của người tu hay người quân tử trong đời sống, nên hoa sen là loại hoa cao quý. Không phải ai cũng hiểu một cách đầy chất thi vị và nhân văn về sen như ông, nhưng bởi nhiếp ảnh gia Trần Bích lại có nhân duyên từ thuở ấu thơ. Xuất thân là một chú bé con nhà nghèo, cha của ông là một vị tu sĩ bán thế xuất gia, trụ trì chùa Hội Phước thuộc thôn Hội Phước, xã Diên Bình, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. Đây cũng chính là nơi chôn nhau cắt rốn của ông. Vì có cha làm trụ trì ở chùa quê, nên từ nhỏ ông thường đến chùa lễ Phật và thăm cha. Mỗi khi lễ Phật, ông đều nhìn lên pho tượng Phật ngự trên tòa sen bên trong chánh điện của chùa, và hình ảnh ấy gợi lên trong tâm trí bé thơ của ông sự tò mò. Tại sao Đức Phật lại ngự trên tòa sen mà không ngồi trên các loài hoa khác? Dạ, hôm nay đệ tử đến xin tặng thầy một bức ảnh sen. Hồi trước á thì gia đình tôi được biết là xưa ông già tôi kêu bằng thầy, là ổng cũng là một người tu hành, nhưng mà hồi xưa tu tại gia. Rồi có ông ở chùa cũng trụ trì một cái chùa cũng tương đối lớn và nhưng mà nghèo ở thôn á, kêu là chùa Hội Phước á. Thì tôi cũng thường lên xuống chùa để chơi tuổi thơ, mà lên xuống chùa thôi chứ chưa có khái niệm gì. Nhưng mà thấy Đức Phật ngồi trên cái tòa sen thì lúc đó trong đầu tôi ý nghĩ là tại sao mà Đức Phật ngồi tòa sen thì cũng chưa biết gì nhiều. Và cũng từ đó, hình ảnh hoa sen được khắc sâu trong tâm trí ông và thôi thúc ông đi tìm câu trả lời. Sau khi tôi chụp những bức hình đó thì tôi mới ngộ rằng cái cuộc đời này nó cũng không có là cái gì cả. Thì nó cũng có đó mất đó. Có lẽ đây cũng chính là một trong những nhân duyên đưa ông đến với sen và hiểu sen như thế. Hai vợ chồng của chú Trần Bích đó, là một người Phật tử, cũng thường lui tới tu viện An Lạc Hạnh. Hai người rất là có cái tâm để cùng chúng tôi lo những chuyện Phật sự của xã hội. Xuất thân là một cậu bé con nhà nghèo, nên tuổi thơ của ông không dành trọn cho việc cắp sách đến trường,
mà đi tỉa bắp, chăn trâu, cấy lúa để kiếm cái ăn. Lớn lên trong sự đùm bọc của xóm làng, cho nên lúc thành đạt, ông khắc ghi trong dạ những người đã từng cư mang mình, và hình ảnh làng quê không bao giờ vơi đi trong tâm trí của ông. Có lẽ nhờ phúc ấm tổ tiên, đặc biệt là ơn đức tu hành của người cha, nên khi vào miền Nam lập nghiệp, ông gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp kinh doanh của mình và có được một mái ấm gia đình hạnh phúc. Và cũng từ nền tảng gia đình, ông thấm nhuần giáo lý Phật Pháp, nên hàng năm vào dịp gần Tết, ông vẫn thường về quê thăm lại những vị ân nhân đã giúp ông trong lúc đói khổ. Đấy chính là nghĩa cử tri ân và báo ơn mà Đức Phật thường dạy. Tôi thấy là cái việc làm của ông á, chụp được hình rồi bán ảnh rồi làm từ thiện á, thì tôi nghĩ là cái nhân ông đang gieo đây thì gặt được những cái quả, là tất cả con cái tôi đều là ngoan ngoãn, thành đạt, rồi cuộc sống gia đình cũng bình yên, vui vẻ. Các con cháu của ông cũng được dạy dỗ theo tinh thần nhà Phật, cho nên những lúc rảnh rỗi đều về thăm ba mẹ, cùng ba mẹ đi làm từ thiện và giúp đỡ những người xung quanh. Chính vì lẽ thấu hiểu qua sen mà ông luôn nhắc nhở con cháu học theo hành qua sen để sống cho xứng đáng trong cuộc đời và cố gắng làm một qua sen. Đã bước qua cái tuổi 66, mọi công việc kinh doanh ông đều giao lại cho các con. Ông sống thanh bình với niềm đam mê của mình là để sáng tác nghệ thuật với chủ đề qua sen. Ông chụp qua sen không chỉ để thỏa mãn niềm đam mê nghệ thuật, mà với ông, những tấm ảnh qua sen còn là sự chia sẻ với những mảnh đời còn bất hạnh, khổ đau. Sáng nay mưa quá mà ông đi chụp hình, tôi ở nhà lo không biết ông có đi chụp được hay không nữa. Sáng trời cũng mưa nhưng mà bắt đầu trưa chiều trời cũng tương đối tốt, cũng có mấy tấm cũng được. Thành ra cái bức này nó rất ý nghĩa, nói về cái hạnh phúc trong gia đình. Sống rồi lúc nào cũng sát bên nhau, coi như là mặt như tâm sự nói chuyện, mặc dù cái búp sen này nó còn tươi đỏ, chứng tỏ là cái trong gia đình này người vợ trẻ và ông chồng già, nhưng mà rất hạnh phúc, lúc nào cũng sát bên nhau để hàn huyên tâm sự. Anh cho em coi mấy tấm hình khác cũng rất nhiều ý nghĩa. Cái lá nó tượng trưng cho người mẹ, và cái búp sen như người con, mà cái lá mặc dầu già nhưng mà lúc nào cũng ôm ấp, cũng bao che, cũng che chở cái người con. Tại sao anh cho cái lá là mẹ? Thì có một bữa anh chụp ở Phan Thiết á, trước khi xuống hồ anh chụp, anh xin bà chủ hồ là cho anh xuống anh chụp. Nếu mà đi trong quá trình chụp nó có hư bông hay là anh hái bông anh chụp thì anh sẽ đền tiền cho. Thì anh xuống anh chụp những cái hình ở đây là như thế đây nè, anh hái sạch sẽ cái background để anh chụp cho nó đẹp. Thì tới phiên cái anh hái lá, cái bà chủ ở trên thấy hái lá nhiều quá, nóng ruột xuống ba la. Anh nói trời sao ông hái lá hết trơn. Cái anh mới nói là ủa cái lá đâu phải bông đâu mà sao bà không cho tôi hái. Bà nói ông không biết, ông hái cái lá này mai mốt cái bụi sen này không có bông nó mới lên nữa. Mà mai mốt mà thiếu nó lên rồi mà ông hái cái lá, mai mốt cái bông nó héo liền. Bà nói cái sen, tôi không biết nói làm sao, nhưng mà cái sen nó tiết nhựa ra, nó nuôi những cái bông sen đó, thành ra cái lá mà mất là tất cả sen nó dính vô cho cái bụi nó đều chết, đều mất hết. Và từ đó trong lòng anh lúc nào cũng nghĩ là cái lá sen là mẹ hết. Ông luôn tâm niệm cho đi là nhận được, cho nên bao nhiêu tiền bán tranh ông đều dùng tất cả vào việc giúp đỡ những người nghèo. Những bức ảnh bán được đều làm từ thiện, đó là một việc làm tốt đẹp mà gia đình tôi hoàn toàn ủng hộ. Phật có dạy rằng bố thí là hạnh cao thượng. Ông ấy đã chọn cách buông xả của cải để mà giúp đỡ những người nghèo khốn khó, thì làm mà không có còn hạnh phúc nào bằng. Hai vợ chồng ông bà như đôi bạn tâm giao, lúc đói no thì có vợ có chồng, đến khi phú quý cũng một lòng bên nhau. Không quên những ngày gian khó, ông bà luôn sát cánh cùng nhau sẻ chia cuộc sống, cùng đến với những mảnh đời bất hạnh.
Tôi tin rằng trên đời này cái gì cũng là do cái duyên mà có. Thành ra tôi rõ ràng tôi đến với sen cũng là cái duyên. Trước khi mà đi chụp sen, tôi thường thường tôi cầu nguyện, tôi xin là chư Phật phù hộ cho tôi để có gặp may để chụp những bức ảnh sen đẹp và lạ. Trong thâm tâm lúc nào tôi cũng nghĩ mà tôi bán ảnh là tôi đều lấy tiền để làm từ thiện, tôi giúp những cái số phận mà cơ nhỡ ở xã hội này. Với ông, không gì thanh khiết và cũng không gì thuần thiện bằng sen. Chọn cho mình một nghệ thuật thanh tao để thăng qua trong những ý niệm về chân thiện mỹ là một nét đẹp tâm hồn cao quý. Và cái hương thơm lành của những bức tranh sen ấy sẽ mãi mãi còn tỏa ngát để bay xa khắp muôn nơi. Hương của các loài hoa không ngược bay chiều gió, nhưng hương người đức hạnh ngược gió khắp tung bay.